Đây là bài viết về chuyện chọn ngành kinh tế quốc tế tại FTU của tác giả Hai Chani. Còn mình là Pink Dot, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu bài viết này. Bắt đầu thôi nhá. Nhân dịp FTU vừa có điểm chuẩn đầu vào, chia sẻ một chút về cái ngành kinh tế quốc tế của mình, cũng là để giúp các bạn đã đỗ FTU mà còn đang hoang mang, không biết nên chọn ngành nào giống như mình ngày xưa. Muốn viết lâu rồi, nhưng giờ mới đủ thiên thời địa lợi để mình viết. Nhiều thông tin các bạn có thể tìm được trong cuốn sách Cẩm nang tuyển sinh đại học, nhưng mình nghĩ phần lớn các bạn mới tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ không thể nào hiểu hết được, nhất là về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp, nên mình viết ra một cách dễ hiểu và thực tế nhất. Tuy nhiên, sẽ dựa nhiều vào quan điểm và kinh nghiệm cá nhân, vì vậy chỉ nên tin thôi nhá, đừng có tin quá. Lan man một chút, ngày xưa mình chọn ngành này vì những lý do rất đơn giản. Thứ nhất là mình không dám thi kinh tế đối ngoại. Và năm trước mình thi điểm chuẩn của ngành ấy cao điểm thứ 2 trong trường, nhưng cũng chỉ kém kinh tế đối ngoại 0.5 điểm. Thời mình là chọn ngành trước khi thi đại học, chứ không phải là biết điểm rồi mới chọn ngành như bây giờ, nên hoang mang lắm. Thứ hai là mình có quen một anh khóa trên, người học ngành này nên cảm thấy yên tâm hơn. Thứ ba là anh ấy nói ngành học này có những cái liên quan đến phân tích thị trường. Mặc dù lúc đó mình không hiểu lắm, nhưng nghe đến từ phân tích mình cảm thấy hứng thú hơn. Cái tên kinh tế quốc tế thật trừu tượng và dễ gây hiểu lầm. Khi mọi người hỏi mình học ngành gì thì mình thường rất ngại nói cái tên này ra, vì mọi người sẽ chẳng hiểu đâu và chỉ thốt lên một câu: nghe xịn thế. Và mình thường nói đùa là trường mình khoa nào cũng có thêm chữ quốc tế vào cho nó oai, trừ kinh tế đối ngoại. Ngành kinh tế quốc tế ở các trường khác nhau như NEU hay UEB thường là học về logistics, giống như với ngành kinh tế đối ngoại tại FTU. Nhưng kinh tế quốc tế ở FTU thì lại hoàn toàn khác, thật khó để tóm gọn trong vài từ, nhưng có thể hiểu nó thiên về kinh tế học. Học kinh tế quốc tế thì học gì? Các bạn trường khác thì không hiểu kinh tế quốc tế là gì, còn các bạn trường mình thì lại thường nghĩ kiểu học kinh tế quốc tế nặng lý thuyết lắm nhở? Kinh tế quốc tế phải học 3 lượng, khổ quá! 3 lượng tức là 3 môn kinh tế lượng. Các môn học của kinh tế quốc tế phần lớn là các lĩnh vực của kinh tế học như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, vân vân. Đừng nhầm lẫn, nền kinh tế là tổng hòa của các mối quan hệ giữa con người và xã hội liên quan đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Nhưng kinh tế học là môn nghiên cứu khoa học cách thức phân bổ tài nguyên khan hiếm. Ngày xưa học kinh tế vĩ mô không nhớ đổi định nghĩa này vì mình cứ bị nhầm với quan niệm về kinh tế thông thường. Mọi người thường nghĩ học kinh tế là đi làm kinh doanh, kế toán, tài chính. Nhưng học kinh tế không phải là học cách làm kinh doanh, buôn bán để kiếm thật nhiều tiền, mà là học về những nguyên lý cơ bản của nền kinh tế và cách nền kinh tế vận hành. Đúng là học về nguyên lý thì phải có nhiều lý thuyết, nhưng cái quan trọng nhất là các mô hình kinh tế, tức là thứ mà dựa vào đó các nhà kinh tế mới phát biểu thành các nguyên lý để cho mình học. Và để cho ra được các mô hình đó thì phải nhờ đến toán, chứ không phải là cứ ngồi mà ra được. Nhưng toán trong kinh tế học tại Việt Nam nói chung lại thường bị bỏ qua và gần như không được đưa vào chương trình học. Nói thêm một chút về kinh tế lượng. Môn học này thường bị xem là khó ở đại học và các khoa khác chỉ học một phần kinh tế lượng, còn kinh tế quốc tế học 3 phần. Mình thấy đây là một sự mở rộng thêm, chứ không phải là đào sâu thêm. Điều này tuy hơi đáng tiếc, nhưng cũng đáng mừng là như thế có nghĩa là nó không quá khó. Học kinh tế quốc tế thì làm gì? Nhiều bạn bè mình thường than thở là học ngành này mỗi thứ một ít, chẳng có gì chuyên sâu, rồi học xong không biết làm gì. Đó là vì các bạn không hiểu được những gì mình đang học. Nhưng theo mình nghĩ, còn có lý do khác là do ngay từ đầu các bạn đã không được định hướng cụ thể, hoặc là được định hướng nhưng bằng những từ ngữ khó hiểu đối với trình độ lúc bấy giờ. Rồi đến khi học môn nào thì chỉ biết môn đó mà không có một cái nhìn tổng thể. Và quan trọng hơn là công việc trong lĩnh vực này không được quan tâm một cách đúng mức. Chương trình học chủ yếu là các nguyên lý kinh tế và công cụ phân tích định lượng, nên việc làm phù hợp nhất là nghiên cứu tại các tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội. Ngoài ra có thể làm về đầu tư, tài chính, marketing, với điều kiện là bạn phải học thêm về tài chính marketing. Đặc biệt, các giảng viên ở đại học cũng chính là những nhà nghiên cứu. Bên cạnh việc giảng dạy, các thầy cô cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, làm ở những trung tâm nghiên cứu. Hay bạn cũng có thể làm bất cứ nghề gì bạn thích, ra trường đi làm trái ngành không phải là chuyện khó. Ngày xưa mình từng trách nhà trường lừa đảo vì nói rằng sinh viên khoa mình sẽ được trang bị kiến thức để có thể làm việc trong các lĩnh vực phân tích tài chính, marketing,
trong khi marketing căn bản là còn không được học. Các nguyên lý kế toán cũng chỉ là môn tự học, nhưng về sau thì mình hiểu ra được cái quan trọng nhất mình được trang bị là khả năng phân tích và công cụ định lượng. Còn nếu muốn đi sâu vào cái gì thì phải tự học thêm cái đấy thôi. Nói thêm một chút về công việc nghiên cứu. Nghiên cứu ở đây là nghiên cứu khoa học, cụ thể là nghiên cứu kinh tế. Đây cũng là con đường mà mình chọn. Đừng nghĩ rằng đó là một cái thứ gì đó ghê gớm. Nghiên cứu hiểu đơn giản là một quá trình tìm tòi học hỏi, giải thích, xử lý một hoặc một vài vấn đề của xã hội một cách có khoa học. Nghiên cứu kinh tế là đi tìm lời giải cho những vấn đề kinh tế bằng phương pháp khoa học. Các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu và kinh tế sẽ là nơi lý tưởng để làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu. Và thường những người mình quen trong lĩnh vực này đều chọn đi du học sau khi tốt nghiệp đại học hoặc đi làm rồi sau đó đi du học, vì để có thể theo con đường nghiên cứu thì nên học lên cao. Ngày xưa đi ra ngoài, mình gặp được rất nhiều anh chị và các bạn học FTU, nhưng gặp được những người học kinh tế quốc tế thì rất ít. Có lẽ một phần vì ngành này còn mới và mình còn chưa đến đúng chỗ. Đến khi thực tập tại một trung tâm nghiên cứu, mình gặp được rất nhiều những người cũng học kinh tế quốc tế, cảm giác như được gặp đồng minh, nhất là khi họ đều giỏi và cũng cùng có đam mê nghiên cứu. Vậy nên khi chọn ngành này, bạn sẽ không bơ vơ đâu nếu tìm đến đúng chỗ. Những ai nên học ngành này? Nếu yêu thích nghiên cứu kinh tế, thì khi vào FTU bạn nên chọn kinh tế quốc tế. Nhưng làm thế nào để biết mình có thích nghiên cứu kinh tế hay không khi mà còn chưa học? Mình không thể đưa ra câu trả lời chính xác, vì con đường đến với nghiên cứu của mỗi người lại rất khác nhau. Có người là do tình cờ, có người do được định hướng từ trước. Lúc đầu mình cũng ngu ngơ như thế, cho tới khi đến đúng nơi, gặp đúng người. Mình chỉ biết là, ngay từ nhỏ, mình đã rất thích tìm hiểu sâu về mọi thứ. Mình thích dành hàng giờ chỉ để nghiền ngẫm và suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Thật buồn cười nhưng mình đã thấy được ước mơ trở thành nhà khoa học. Đam mê nghiên cứu như một phần trong con người mình, mà lúc đó mình chỉ biết nhà khoa học là nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Khi mình biết đến một viện nghiên cứu kinh tế, mình mới biết có một nghề nữa là nghề nghiên cứu về kinh tế. Nhờ có sẵn đam mê với việc nghiên cứu, cùng với sự yêu thích những bài giảng về kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế, mình nhận ra đây chính là con đường mình sẽ chọn. Vậy nên theo mình, nếu các bạn luôn muốn tự đặt ra cho mình những câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời, bạn có thể sẽ thích nghiên cứu. Nhà khoa học giống như một đứa trẻ ở chỗ, cả hai đều luôn tò mò về thế giới xung quanh. Còn để thích nghiên cứu kinh tế học, thì ngoài việc thích nghiên cứu, thì trước hết bạn phải đọc sách về kinh tế học, tìm hiểu về những mô hình và lý thuyết kinh tế đã. Nhưng mình tin là rồi bạn sẽ thấy thích thôi, và thật sự chúng rất hấp dẫn. Một chút ngoài lề, nếu mình được chọn lại, thì mình có chọn ngành kinh tế quốc tế ở FTU hay không? Câu trả lời của mình là, nếu chỉ chọn trong FTU, thì mình vẫn chọn ngành này, nhưng nếu chọn ngành khác của trường, vẫn liên quan đến nghiên cứu kinh tế thì mình không chắc. Mình không thể so sánh được một cách khách quan xem nên chọn ngành nào, trường nào nếu muốn nghiên cứu kinh tế. Nhưng thông qua một vài người bạn và xem chương trình học của họ thì mình nghĩ nếu yêu thích lĩnh vực này, bạn cũng có thể học khoa toán kinh tế học của NEU hoặc chọn UEB. Một vài lời khuyên. Nếu được quay lại thời đại học, mình sẽ làm lại rất nhiều thứ. Một là chăm học, không chỉ kiến thức trên lớp mà còn đọc thêm sách, nhất là những tài liệu được thầy cô recommend khi mới bắt đầu học phần. Như mình nói, các kinh tế học được giảng dạy ở nhà trường thiên về lý thuyết, tức là những phần quan trọng đã bị bỏ đi để phù hợp với phần đông người học. Vậy nên nếu muốn tìm hiểu sâu thì nên đọc những phần đã bị bỏ qua ấy. Hai là tham gia nghiên cứu khoa học ở trường. Cuộc thi nghiên cứu khoa học vừa giúp ghi điểm và lý lịch, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, vừa là bước đệm để làm quen với công việc nghiên cứu sau này. Ba là tham gia những khóa học về nghiên cứu khoa học bổ sung kiến thức. Khóa học về nghiên cứu khoa học thì có Summer School của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, Vietnam Summer School of Science do một nhóm các nhà khoa học lập nên. Vietnam Summer School of Research cũng là một nhóm các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế khởi xướng. Ngoài ra còn có các khóa học nghiên cứu cơ bản, khóa học nghiên cứu định lượng, khóa học về phân tích dữ liệu, nhiều lắm. Bốn là tạo mối quan hệ tốt với thầy cô. Thầy cô sẽ có ấn tượng tốt với những người hay hỏi thêm về bài giảng. Chỉ riêng điều này đã là một điểm cộng cho kết quả học tập ở trên lớp. Ngoài ra, thầy cô hướng dẫn về nghiên cứu khoa học sẽ có thể là người sau này viết recommendation letter đi du học cho mình, hoặc là thầy cô có thể giúp giới thiệu cho mình những trung tâm nghiên cứu tốt để thực tập và làm việc. Tóm lại, bài viết này chỉ mang tính chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Một vài lời khuyên nho nhỏ cho những bạn đã đỗ vào FTU là nếu thích nghiên cứu thì hãy chọn kinh tế quốc tế. Nếu không chọn mà sau này mới biết thích thì có thể tự học hoặc học ké. Còn không thích mà vẫn chọn thì sau này đừng có trách trường, trách khoa, trách thầy cô là được.
Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Nut. See ya!